chi đội Lê Văn Tám. Anh là người cuộc sống lao vào của đảng làm nên chiến thắng. Tên anh đã cao đến điều lương ấy. Ôi, vẻ vang của dân tộc, sự hy sinh anh dũng của anh luôn là tấm gương sáng chói cho chào tầng đấy. Nói gương anh trong năm học vừa qua dưới sự dìu dắt của cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Quế, chi đội đã đạt được danh hiệu chi đội tiến lên xuất sắc. Trong tập thể 7A có những học sinh tiêu biểu cho học trong phong trào học tập và rèn luyện như Nam Trường, Thúy An, Diệu Thúy, đó là những bông hoa đẹp trong vườn hoa của lớp 7A. Biết gì cả. Từ dưới à? Theo sau chi đội 7A là chi đội Vừa A Dính 7B. Vừa A Dính, một người con của dân tộc Mèo, tỉnh Lai Châu, anh gia nhập đội võ trang từ năm 13 tuổi. Anh bị địch treo lên cành đào và bắn chết lúc còn nhỏ tuổi. Nói gương lòng kiên cường dũng cảm của anh, chúng em sẽ cố gắng hết mình để đạt được kết quả cao trong năm học này. Ở tập thể lớp 7B có những học sinh xuất sắc như Minh Hoàng, Lan Anh, đó là những bạn học sinh tiêu biểu trong phong trào học tập và rèn luyện của lớp 7B. Và đây là chi đội Lý Tự Trọng 8A. Với những gương mặt tiêu biểu và lòng đầy quyết tâm đã làm nên một chi đội xuất sắc trong năm học vừa qua, chúng em rất vinh dự được mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng. Trước tòa đại hình của thực dân Pháp, anh đã nói câu bất hủ: con đường của thanh niên chỉ có là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác. Trước lúc hy sinh, anh vẫn hát vang bài quốc tế ca: chúng em nguyện phấn đấu học tập không ngừng, quyết tâm giữ vững danh hiệu mà nhà trường đã trao tặng. Đáng tiến về lễ đài là những khuôn mặt vui tươi, phấn khởi và trào đầy hứng khởi, nhưng còn nhiều bỡ ngỡ của các em học sinh lớp 6. Xin chào các bạn chi đội Kim Đồng. Rất vinh dự và tự hào khi được mang tên người đầu đội viên đầu tiên của đội chúng em. Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền, người dân tộc Nùng, sinh năm 1928 tại thôn Nà Mà, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Anh hy sinh trên mảnh đất quê hương vào ngày 15 tháng 2 năm 1943. Tên anh đã gắn liền với tên đất nước, gắn liền với đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Tiếp theo là chi đội Phạm Ngọc Đá. Anh là người con của thành phố Hoa Phượng Đỏ, một con người gan dạ dũng cảm. Bọn lính đã chặt một tay, hai tay, nhưng anh vẫn không khai nửa lời, biết chẳng khai thác gì được ở con người gan dạ ấy, nên chúng đã chặt người anh thành từng khúc. Nói gương anh, chúng em nguyện cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của thầy, quý thầy cô và gia đình. Chúng em sẽ cố gắng hết mình để đạt được kết quả cao trong năm học này. Theo sau là chi đội Trần Quốc Toàn, chi đội mang tên người anh hùng tiêu biểu tuổi nhỏ Việt Nam Trần Quốc Toàn, người thiếu sáu chữ vàng để báo hoàng ân, bóp nát quả cam vì lòng căm phẫn. Tuổi trẻ chí cao, rời nón lấp biệt, tấm gương anh hùng em nguyện nói theo. Tên tuổi anh được lưu truyền mãi ngàn năm và trở thành một phong trào thi đua yêu nước của đội thiếu nhi Việt Nam, đó là công tác Trần Quốc Toàn do Bác Hồ đặt tên. Đúng không? Xin chào các bạn chi đội Võ Thị Sáu. Chi đội đã có nhiều đóng góp trong phong trào hoạt động đội của nhà trường. Chúng em rất vinh dự và tự hào được mang tên người con gái Võ Thị Sáu, người con gái đất đỏ kiên cường bất khuất. Trước giờ hy sinh chỉ đã cắt một bông hoa cài lên mái tóc. Tiếp theo là chi đội Bất Ca Cơ Lơ. Chúng em xin kính chào quý vị đại biểu, kính chào quý thầy cô giáo. Tự hào thấy chúng em được mang tên người con của dân tộc Gia Lai, Bất Ca Cơ Lơ. Với mũi tên và nọ của mình, anh đã diệt chết 3 tên giặc và sau đó anh được gia nhập du kích. Anh được tặng danh hiệu anh hùng giải phóng quân nhân dân miền Nam Việt Nam năm anh vừa tròn 19 tuổi. Tấm gương của anh đã tiếp sức cho chúng em quyết tâm học tập và rèn luyện để đưa chi đội của mình ngày một tiến lên. Trong rất nhiều học sinh tiêu biểu của chi đội 9B có Quỳnh Giang, Thu Phương, đó là những bạn học sinh giỏi, chăm ngoan, xứng đáng để các em học tập và nói theo. Tập thể 9B, chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao trong năm học cuối cấp này.